Theo công bố từ chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn, trong năm 2024 tập đoàn này sẽ ra mắt 5 dự án lớn với gần 10.000 sản phẩm chung cư, biệt thự thấp tầng dành cho người dùng cuối. Đáng chú ý, cả 5 dự án này đều nằm trên trục bất động sản Hồ Tây, ba vì, tại các khu vực Tây Hồ Tây và Đan Phượng, Phúc Thọ. Khu phức hợp 5 tòa tháp Sunshine Wonder Tower. Tọa lạc tại khu đô thị Nam Thăng Long, sipucha dự án khu phức hợp Sunshine Wonder Tower, tên thương mại, có quy mô hơn 5 ha gồm 5 tòa tháp từ 35 đến 47 tầng, cung ứng cho thị trường hàng nghìn sản phẩm và sàn thương mại. Sunshine Wonder Tower đã được cấp giấy phép xây dựng và hiện đang được Tổng thầu xây dựng SCG triển khai thi công với tốc độ khẩn trương ngay từ đầu năm 2024. Sunshine Wonder Tower nằm trong khu đô vị đắt giá bậc nhất Hà Nội. Khu phức hợp Sunshine Wonder Tower sở hữu tòa tháp có chiều cao đứng thứ 3 Việt Nam, gần 300 mét. Sau khi hoàn thiện, dự án kỳ vọng sẽ đáp ứng làm việc, nghỉ dưỡng, giải trí và mua sắm cho nhóm khách hàng end user trong giới doanh nhân, các tập đoàn đa quốc gia và tổ chức thương mại quốc tế. Lễ phát động thi đua 18 tháng cất nóc đã diễn ra tại công trường dự án Sunshine Wonder ở Đô thị sinh thái 250 ha Sunshine Heritage Hà Nội Nằm trên địa bàn Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, dự án Sunshine Heritage Hà Nội có quy mô gần 250 ha, bao gồm 5 phân khu trải dài 11 km ven sông. Theo công bố từ chủ đầu tư, Hiện dự án Sunshine Heritage Hanoi đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và hiện đang hoàn thành các thủ tục pháp lý cuối cùng để sẵn sàng ra mắt trong năm 2024. Sunshine Heritage Hanoi cách Lotte, Mantei Hồ khoảng 17 km theo tuyến đường 32 hiện hữu. Sunshine Heritage Hanoi được phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và bảo tồn di sản. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới gần 36.000 tỷ đồng, bao gồm gần 2.000 căn biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái và nhiều công trình kiến trúc biểu tượng hạ tầng phía trong dự án đã được xây dựng. Khu biệt thự nghỉ dưỡng 100 ha Sunshine Grand Capital Sunshine Grand Capital tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội có quy mô lên đến 100 ha. Dự án gồm gần 2.500 căn biệt thự nghỉ dưỡng và shop house thương mại được ví như Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Theo công bố, Sunshine Grand Capital đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% giai đoạn 1 dự án nằm ngay trên trục Tây Thăng Long. Theo kế hoạch, dự án này sẽ ra mắt thị trường trong năm 2024. Sunshine Grand Capital sẽ được phát triển theo mô hình quần thể đô thị thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giải trí và khám văn hóa đa trải nghiệm, chú trọng hướng tới khía cạnh chữa lành thân, tâm, trí cho người dùng cuối. Tổ hợp 5 tòa tháp Sunshine Crystal River cũng nằm ngay tại Nam Thăng Long L, Sipucha, Tổ hợp Sunside Crystal River là dự án bao gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, gần 450.000 m2 sàn xây dựng. Sunside Crystal River hiện đã được chấp thuận thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hiện đang triển khai thi công với tốc độ khẩn trương. Điểm đặc biệt tại Sunside Crystal River là bộ sưu tập các căn Sky Villa mang phong cách sống resort living dành cho giới siêu giàu. Sunside Crystal River đã được xây thô lên đến tầng 3 và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại Sunshine vẫn chưa công bố về thời điểm chính xác mở bán dự án này. Cũng nằm ngay trong khu đô thị Tây Hồ Tây, Sunshine Royal Capital có quy mô gần 500 căn shop house và biệt thự siêu VIP ở phiên bản Limited. Sunshine Royal Capital mang đậm dấu ấn hoàng gia châu Âu với kỳ vọng xác lập nên một thiên đường ẩm thực. Thời trang và mua sắm lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội với tính chất xa xỉ và độc nhất vô nhị, làm thay đổi hoàn toàn tư duy tích sản dành cho giới siêu giàu. Hiện tại, Sunshine Royal Capital đã được cất nóc nhưng vẫn chưa mở bán. Năm 2024 được đánh giá là năm bất động sản sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Trong bối cảnh đó, động thái công bố ra mắt cùng lúc năm dự án lớn tại Hà Nội của Sunshine Group cho thấy các doanh nghiệp đã sẵn sàng bung chiến lược lớn đón sự khởi sắc của thị trường. Cùng với việc nhà nước đẩy mạnh đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các dự án quy mô nghìn tỷ được khởi động và ra mắt sẽ góp phần hoàn thiện mỹ quan đô thị, tạo nên các tâm điểm liên kết vùng mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động. Tổng quan về dự án Sunshine Grand Capital Dự án Sunshine Tân Lập được chủ đầu tư Sunshine Group triển khai năm 2024. Với quy mô hoành tráng, chuỗi tiện ích ven sông đẳng cấp và số lượng sản phẩm đa dạng sẽ là lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư hướng tới khu vực ngoại thành Hà Nội. Tên dự án Sunshine Grand Capital Vị trí dự án Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội chủ đầu tư Sunshine Group. Diện tích đất dự án 769.854 m2. Loại hình sản phẩm biệt thự liền kề, shophouse house, chung cư. Số lượng sản phẩm 2053 sản phẩm mật độ xây dựng 70%. Vị trí của dự án. Dự án Sunshine Đan Phượng nằm tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Dự án có quy mô lên tới hơn 70 ha cung cấp ra thị trường 2053 sản phẩm gồm biệt thự, liền kề, trung cư và shop house. Sở hữu vị trí đắc địa cùng hạ tầng giao thông đồng bộ mang lại cơ hội đầu tư tiềm năng sinh lời cao. Liên kết vùng của Sunshine Tân Lập nhờ các tuyến đường huyết mạch đến bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại giải trí như đường Vành Đai 3.5, đường Phạm Văn Đồng, đường Văn Tiến Dũng, đường sắt Metro 34. Mặt bằng thiết kế dự án Dự án Sunshine Tân Lập sở hữu dòng sản phẩm cao cấp biệt thự, liên kề, shop house, trung cư với thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng cổ điển. Những căn chung cư của Sunshine Đan Phượng được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích từ 53m2-180m2 với nội thất liền tường nhập khẩu rát vàng sang trọng. Được trang bị hệ thống quản lý căn hộ thông minh 4.0 hiện đại giúp gia chủ dễ dàng quản lý căn hộ một cách nhanh chóng. Biệt thự là sản phẩm đẳng cấp nhất dự án được xây dựng với diện tích khá rộng từ 250m2-350m2, xây dựng 3 tầng 1 tum, Có chỗ để xe ô tô tiện lợi, sân vườn riêng cho gia chủ thỏa sức sáng tạo nên không gian riêng nghỉ nơi cho gia đình. Khu shop house cũng là sản phẩm được nhiều nhà đầu tư muốn kinh doanh hoặc cho thuê lâu dài săn đón vì đây là loại hình vừa có thể kinh doanh vừa có thể ở. Diện tích căn shop house có thể dao động từ 130m2, 200m2 xây dựng từ 4 đến 5 tầng được hoàn thiện thô bên ngoài. Dù nằm ở trung tâm hay bên rìa dự án cũng vẫn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư vì những lợi thế mà dự án có được như vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo, công nghệ thông minh, giá bán hợp lý, sản phẩm đa dạng. Tiện ích của dự án Sunshine Tân Lập được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái xanh áp dụng công nghệ 4.0 hiện đại tạo nên cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và đẳng cấp. Những hạng mục tiện ích dự kiến được chủ đầu tư Sunshine Đan Phượng xây dựng như khu trung tâm thương mại hội tụ những thương hiệu đẳng cấp và nổi tiếng trên toàn thế giới, chuỗi nhà hàng khách sạn mang đến những món ăn đa dạng từ các nước trên thế giới hội tụ đầy đủ tinh hoa ẩm thực, hệ thống bể ngoài trời, bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực phục vụ khách hàng, hệ thống chăm sóc sức khỏe cho những tín đồ mê luyện tập như phòng gym. Yoga, thiền hay trung tâm spa làm đẹp trẻ hóa làn da. Cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, phòng giao dịch phục vụ cư dân ngay dưới chân các tòa nhà chung cư các khu vườn cổ thụ xanh mát, vườn nướng BBQ, vườn hoa leo, con đường dạo bộ, đường sỏi mossas được chăm chút tạo hình trở thành điểm đến yêu thích của cư dân. Ngoài tiện ích nội khu, dự án còn có thể thừa hưởng tiện ích ngoại khu nhờ vị trí đắc địa có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ như đường Phạm Văn Đồng, Văn Tiến Dũng đi đến các địa điểm trường học, bệnh viện, khu giải trí công viên. Giá bán dự án Tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của thủ đô Hà Nội, khu vực Tây Thăng Long đã trở thành khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản tăng giá tị ngày càng cao. Dự án xây dựng giải quyết vấn đề nhà ở khu vực ngoại thành cũng như tạo ra cơ hội đầu tư bất động sản khu vực ngoài thành của các nhà đầu tư. Sở hữu cho mình ưu thế nổi trội từ vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp, giao thông thuận tiện, sản phẩm thiết kế đa dạng. Thì giá bán của dự án dự đoán sẽ là 45 triệu trên 1 mét 2 giá bán và chính sách bán hàng vẫn chưa được chủ đầu tư công bố chính thức. Khi có thông tin chính thức từ chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web này, mong quý khách hàng theo dõi và cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất. Mọi thông tin về dự án Sunshine Grand Capital Tân Lập Đan Phượng, xin mời quý khách hàng liên hệ phòng bán hàng Tân Long Len để chuyên viên kịp thời tư vấn. Hotline tư vấn dự án 091 337 4482. Với vị trí chiến lược này, Sunshine Group cam kết mang đến cho cư dân không chỉ là những căn hộ và biệt thự sang trọng mà còn là trải nghiệm sống tốt nhất. Cả năm dự án được thiết kế với tiêu chí hiện đại, đảm bảo không gian sống thoải mái và tiện nghi đẳng cấp quốc tế. Không chỉ vị trí thuận lợi mà còn bởi những tiện ích đẳng cấp quốc tế được tích hợp như hệ thống trường học, bệnh viện, công viên và trung tâm thương mại, Sunshine Group mong muốn tạo nên một cộng đồng đẳng cấp và đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Với năm dự án lớn này, Sunshine Group không chỉ làm mới bản dạng bất động sản tại khu vực mà còn góp phần nâng tầm chất lượng sống và thị trường bất động sản Việt Nam. Chất lượng đỉnh cao Các sản phẩm của Sunshine Group luôn được biết đến với chất lượng cao cấp và thiết kế hiện đại. Năm 2024 sẽ không phải là ngoại lệ khi năm dự án mới sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của tập đoàn trong ngành bất động sản. Đa dạng hóa sản phẩm Với tổng cộng gần 10.000 sản phẩm, Sunshine Group không chỉ mang đến những căn chung cư sang trọng mà còn đầu tư mạnh mẽ vào biệt thự thấp tầng, tạo ra sự đa dạng cho người mua. Vị trí vô song Điều đặc biệt là cả năm dự án đều tập trung tại những vị trí chiến lược như Tây Hồ Tây, Đan Phượng và Phúc Thọ. Những địa điểm này không chỉ mang đến không gian sống tinh tế mà còn thuận lợi cho việc đi lại và tiếp cận các tiện ích đô thị. Tiện ích đẳng cấp quốc tế Sunshine Group cam kết mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp với hệ thống tiện ích quốc tế. Các dự án được thiết kế với hệ thống trường học, bệnh viện, công viên và trung tâm thương mại tiện nghi và hiện đại. Mục tiêu tạo cộng đồng sống xanh. Tập trung vào bảo vệ môi trường và tạo nên cộng đồng sống xanh, Sunshine Group tích hợp công nghệ xanh và các tiêu chuẩn bền vững vào từng dự án của mình, hướng tới một cuộc sống thân thiện với môi trường. Cam kết dịch vụ sau bán hàng. Không chỉ là việc bán sản phẩm, Sunshine Group còn cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng, đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu đóng góp vào phát triển cộng đồng. Ngoài việc phát triển bất động sản, Sunshine Group còn không ngừng đóng góp vào xã hội bằng cách hỗ trợ các dự án từ thiện, giáo dục và cộng đồng, thể hiện cam kết của mình với sự phát triển bền vững. Dấu ấn độc đáo. Với sự đầu tư cẩn thận vào kiến trúc và nghệ thuật xây dựng, mỗi dự án của Sunshine Group sẽ mang đến không gian sống độc đáo và phong cách riêng biệt, làm nổi bật tên tuổi của tập đoàn trên thị trường. Năm 2024 sẽ là bước ngoặt mới đánh dấu sự tiếp tục đổi mới và sự tận tâm của Sunshine Group trong việc cung cấp những giải pháp sống hoàn hảo và không gian sống lý tưởng cho khách hàng. Những dự án này không chỉ là nơi ở, mà còn là hứa hẹn về một cuộc sống đẳng cấp và thịnh vượng. Hotline tư vấn dự án 091 337 4482